Hello anh em nhé. Thì nay mình sẽ tiếp tục cái mod mà hôm qua mình còn chơi dở. Cái mod này thì chơi không biết chán đâu. Mình chơi thì mình test cây nên là mình chả chán. Với cả nó còn có tua nhanh ấy chứ. Thế nên là đánh một trận nó nhanh lắm. Đánh thì khá cuốn. Zombie thì cũng có nhiều zombie khá lạ. Nhưng mà nó không quá gọi là quá mạnh đâu. Zombie nó không quá mạnh, với cả nó ra khá ít. Thế nên là anh em có thể dùng những cây đặc biệt, anh em test thoải mái luôn. Thì cái cây gì nhỉ, cây nấm 25 đồng này là bắn là có khả năng đẩy lùi anh em nhé. Cây nấm 25 đồng là có khả năng đẩy lùi. Màn tối này thì có mấy cái mộ thì nó có khả năng chặn đạn của mấy con Pisoctor ạ. Anh em bắn mộ thì anh em được hình như là được 50 mặt trời hay sao ấy. Anh em bắn nát ngôi mộ này sẽ được mặt trời nhá. Cái mộ này thì chỉ chặn đạn thôi, chứ còn zombie kiểu như zombie thôi miên á thì nó sẽ không ăn được mộ nhá. Mộ nó có máu ấy, trong cái thanh tím là máu của mộ nhá. Nhìn cái nấm đội cái mũ và trông chiến vê lù, nhìn trông ngầu thật đấy. Bắn thì cứ đẩy lùi thôi, tỷ lệ đẩy lùi hình như là 50-50 hay sao, đẩy lùi thì nhiều lắm, bắn một viên hai viên là cứ đẩy thôi. Cái con zombie cầm cái gậy kia kìa đấy, nó có thể triệu hồi ra zombie nhỏ nhá, cứ một thời gian nhất định sẽ triệu hồi ra một zombie nhỏ đấy. Mất dạy vãi đái luôn, chơi cái trò mất dạy thế này đầu game đã khó ôm rồi, mình lại còn gặp nó spam này đỡ nào được. Thôi thì hàng đấy thì bỏ thôi, cho nó một cái hàng vậy, spam zombie ra hết cứu. Úi dồi, mấy cái mộ nó chặn hết đạn rồi. Đẩy lùi thì thôi chứ còn đẩy lùi mà thêm slow nữa thì hết nước chấm anh em ạ. Nhưng mà đẩy lùi thế này thì vẫn chưa đủ để kiểu là ôm. Ôm được một con thì ôm tốt. Hai con nấm đội mũ này ôm một con zombie thì tốt. Nhưng mà ôm một hàng, một đàn zombie thì không ôm nữa. Nó đi chung này đỡ nhau được. Màn 1 mà đã có hai cờ rồi. Màn này thì mình chọn cây vớ va vớ vẩn. Thế nên là cái giá phải trả nó cũng khá đắt. Thắng thì vẫn thắng được, mà cái trận này thắng nó không đẹp thôi. Đấy, nói chung là mấy con zombie thì nó có khả năng đặc biệt thì khá mạnh đấy. Nhưng mà máu của con zombie đa số là mỏng. Mấy con đặc biệt mạnh thì đa số là máu nó khá mỏng. Đấy là điểm yếu duy nhất rồi. Chứ mà máu nó trâu nữa thì đỡ thế nào được. Con Bisoctor này 275 săn nhưng mà nó áp đảo luôn. Ui xô nết luôn, vừa độc vừa lửa vừa băng. Tự thế nào được. Úi sự bắn nó khóc thét luôn. Mấy cái mộ này nó chặn hết đạn thì khó chịu phết đấy. Trận sau thì mình sẽ chọn cây cho nó hợp lý hơn, nhưng trận này mình chọn cây hình áo. Thế nên là cái giá phải trả cũng hơi đắt. Gần hết máy cày luôn, sợ thật. Rồi, thắng rồi. Không không có gì gọi là vất vả, vẫn xoay sở được. Con này nhìn trông hài vậy. Đấy, nhìn con lấm gì 150 nhìn hài vậy. Nó có mấy con zombie ở trên đầu kìa. Vãi lìn ạ. Một cái mẹo cho anh em ăn mụ nhanh ở đầu game ấy, anh em cứ trồng một con nấm không đồng với một con nấm 25 xu ấy. Anh em ăn mụ thì siêu nhanh luôn. Đấy anh em. Vừa ăn mụ vừa có khả năng ăn luôn con đội mũ nhá. Vì con nấm đẩy lùi này với con nấm không đồng nó là một sự kết hợp hoàn hảo đấy nhá. Lại cái con mất dạy kia, vãi lìm cái con cầm gậy mất dạy này này, lại triệu hồi ra này. Úi dồi, úi dồi, nó lại nhi nhanh, nó còn ăn nhanh đấy nhá. Cái cây nấm nhỏ nhỏ kia nhá, cái cây nấm có đầu zombie ạ, đấy nó sẽ triệu hồi ra một con zombie con, nó cũng như cái con zombie cầm gậy ạ, nhưng mà cái kiểu như mà con zombie con nó không mạnh lắm đâu. Mà khi con nấm này lớn lên thì nó sẽ triệu hồi ra con zombie thường nhé, không phải zombie con nữa đâu. Đã trồng xong được một hàng cây nấm có đầu zombie rồi anh em ạ. Thế thì bây giờ mình không phải sợ bố con thằng nào nữa. Bây giờ mình cứ đánh kiểu ôm trụ thôi, đơn giản vãi lìn luôn.